anh chưa có mở cái đuôi đổ ra sao nó không ra. Anh không dơ cao cao chưa mở, anh không dơ cao cao cho Thái. Chưa có mở cái đuôi ra mà đổ hoài sao nó không ra không? Rồi, thấy không? Thấy hai con tôm. Phải không? Nằm chèo queo. Xinh mát. Bỏ vô sâu sâu quá anh. Anh dở của anh thấp thấp thôi anh. Lòi tôm chưa? Bò nhóc ở trên rồi.
đem lên lựa chạy đi bán luôn hả chị? Đây lát con chút con mò nhiều đây đếm coi. 1 2 dây cuối. 2 dây đầu chục con. Con tôm bự. 4 5 tôm trứng. 6 lên bờ mà còn mò thấy ghê không? 8 9 10 11 20 con. 4 giây được 20 con. 21 con. Con mini nè. Rồi dỡ lên rồi, dỡ lên rồi. Nè. Cái tầm ra kìa, nó thấy. Ơi, thấy, thấy. Nào quay cho nè. Đó. Đó, được 40 con. 4 mấy con. Ủa, 7, 20. Rồi lên ngay đi. Lên đi, đôi nữa rồi. Rồi đây chị xuống đầu. Đây là dây túi. 4 dây lú là được như đây nè. Tổng chắc khoảng được 3 kg. Hơn 3 kg. Hả? Hết rồi. Hả? Hết rồi. À, lú nè, 4 dây. Mở thùng ra. Có. Mở này ra. Rồi, thấy rồi.